Cũng xin giới thiệu với bà con, trang trại của tôi là trang trại nuôi động vật hoang dã lớn nhất cả nước hiện nay. Như trang trại của tôi thì hàng ngày cũng không chỉ là phải đón và tiếp những cái đoàn khách của Việt Nam mình, mà tất cả những quý vị và những cái vị khách của nước ngoài cũng đến đây tham quan và muốn học hỏi cái mô hình của chúng tôi rất là nhiều. Để cũng xin chia sẻ thêm với bà con là toàn bộ những vị khách đây là người của bên Anh. Bên Anh và bên Ireland. Bên Ireland. Đấy, để tất cả các bà con mà theo dõi kênh trên chương trình, bà con nào muốn đam mê tham quan học hỏi thì tôi cũng rất là sẵn lòng và muốn chia sẻ và giúp đỡ cho bà con có thể là chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này. Vì hiện nay là cái dòng động vật hoang dã này nó là cái dòng mà bà con chăn nuôi nó mang lại cái lợi nhuận kinh tế rất là lớn, và hiện nay là chăn nuôi những cái con này nó cũng rất là đảm bảo về cái thị trường đầu ra. Như hôm nay là tất cả các quý vị và những vị khách ở nước ngoài cũng đến đây tham quan rất là nhiều. Cũng xin chia sẻ với bà con là như vậy. Xin chào toàn thể bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Những năm qua thì cái nghề chăn nuôi động vật hoang dã không chỉ còn là thú vui hay là những đam mê của những người chăn nuôi nữa, mà chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này còn mang lại cái giá trị kinh tế rất là lớn cho người chăn nuôi. Và năm 2023 thì được các nhà chuyên gia dự đoán là một năm rất là phát triển của cái ngành chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này, vì là kinh tế của nước ta nói riêng cũng như là kinh tế của cả thế giới nói chung thì đang có chiều hướng đi lên. Và chính vì như thế thì cái nhu cầu tìm kiếm những cái món ăn đặc sản sẽ ngày càng nhiều. Chính vì cái lý do đó nên là trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi cũng như là đóng góp của bà con là muốn kết nối nhiều hơn đến những cái trang trại chăn nuôi động vật hoang dã, mang lại cái giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi. Và vì cái lý do đó nên là hôm nay tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi con giòn lớn nhất tại Hà Nội của anh Toan ạ. Và bên cạnh tôi đây là anh Toan ạ. Vâng, xin chào chị. Xin kính chào bà con. Tôi cũng xin giới thiệu với bà con. Tôi là Toan, hiện nay tôi đang là chủ của trang trại chăn nuôi động vật hoang dã có địa chỉ ở tại Hà Nội. Anh Toan có thể chia sẻ cho bà con được biết là anh đã chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này được lâu chưa ạ? Cũng xin chia sẻ với bà con là tôi thì chăn nuôi dòng động vật hoang dã này từ năm 2008 đến nay. Dạ. Như vậy thì trong suốt cái quá trình chăn nuôi của anh thì anh đã cung cấp con giống cho bà con đã nhiều chưa ạ? Nói chung là tôi thì chăn nuôi trong cái dòng này thì tôi cũng cung cấp cho con giống cho bà con là cũng tương đối là nhiều. Về nếu mà tính cái thời gian này tôi cung cấp đến nay cũng khoảng độ 10 năm rồi. Dạ. Còn thì cũng mất 2 năm đầu tiên, 3 năm đầu tiên đấy là tôi chủ yếu là cung cấp hàng thương phẩm cho thị trường. Dạ. Về lúc bấy giờ là đúng rồi. Bởi vì lúc bấy là tôi nuôi thì xong là những cái con mà nó đẹp ấy, nó đạt tiêu chuẩn thì tôi nhân giống mở rộng đàn thôi, chứ tôi cũng chưa cung cấp. Thế tôi chỉ là nuôi những cái con nào mà nó không đủ tiêu chuẩn làm cái con giống, và những cái con nào mà nó gọi là con đực mình nó thừa đàn ra thì mình bán thương phẩm. Dạ. Trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia thì hiện nay cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của bà con là muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái giống vật nuôi điển hình như con giòn này để bà con chăn nuôi làm kinh tế. Thì anh Toan có thể chia sẻ cho bà con được biết là đối với những bà con mà đã mua con giống của anh rồi thì bà con có những cái thắc mắc hay những băn khoăn gì để anh có thể chia sẻ cho những người mới và bây giờ mới đang có ý định không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với bà con là với tất cả những cái bà con mà đang đam mê và chuẩn bị muốn cũng có cái kế hoạch để muốn chuyển đổi chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này ấy, thì thường là bà con cũng có một cái trăn trở. Đấy, cũng giống như là những cái bà con mà đã chăn nuôi rồi. Đấy, trước đây là người ta cũng có cái trăn trở giống nhau thôi. Thứ nhất là nuôi con này thì nó có khó hay không? Đấy, nuôi con này thì cơ bản là cái thức ăn của nó ăn những cái gì? Đấy, để xem là người ta muốn kiểm chứng xem là cái địa phương của người ta ấy, thì những cái thức ăn này nó có sẵn hay không? Đấy, người ta nuôi nó thuận tiện hay không? Cái thứ ba là cái đầu tư ban đầu, để cái giá giống nó có nhiều hay không và cần phải đầu tư những cái gì để mình chăn nuôi nó thành công. Với hai nữa là khi nuôi thì là bên trang trại có những cái chính sách hỗ trợ cho người ta về những cái gì? Đó, tất cả những cái đó là những cái trăn trở của bà con. Vậy thì anh Toan có thể chia sẻ kỹ hơn cho bà con được biết về cái cách làm chuồng trại cũng như là điều kiện sống của cái con giòn này để nó phát triển được tốt nhất cũng như là cái nguồn thức ăn của nó không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với bà con là khi mà bà con muốn chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã như con giòn này ấy, thì khi về cái vấn đề làm chuồng trại thì bà con là khi làm chuồng trại thì mình phải tính là mình làm theo cái hình thức nào mà nó phải là tiết kiệm nhất. Dạ. Đó, ví dụ
như là cái phần trại của mình. Thì giả sử mà trước đây mà bà con chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà rồi, là bây giờ mình có thừa những cái phần chuồng trại đó mình không chăn nuôi nữa, thì có thể dùng tận dụng luôn những cái phần đó để làm cái phần trại để chăn nuôi. Đó, thì nó sẽ rất là tiết kiệm. Mình, bà con sẽ không phải bỏ tiền ra để xây dựng cái phần đấy nữa. Đó. Cái thứ hai là về cái phần chuồng nhốt. Thì như đây bà con này nhìn cái phần chuồng nhốt như bên trang trại của tôi làm này. Làm thế này là nó cũng phải, thứ nhất là phải đặt về cái công năng của nó. Cái công năng ở đây là gì? Ví dụ như tôi làm cái kích thước này là chiều dài tổng của một cái khung chuồng này của nó là 2 mét. Thì tôi chia ra làm 3 ô. Đấy. Thì mỗi một ô này thì tôi lại dùng cái viên gạch men kích thước là 50x50 này. Đây là viên gạch lát nền đấy, để làm cái vách ngăn cho nó. Thế vậy là cái viên gạch này tôi không làm cố định, mà tôi làm di chuyển nó rút lên được. Đấy, thì là khi mà mình nhốt con đực với con cái ở chung một cái dãy chuồng như thế này, giả sử mà con cái bên này nó lên giống, thì mình có thể rút cái viên gạch này lên. Đấy, rút viên gạch này lên được, thì để nó sẽ thông khoang chuồng sang nhau. Thì vậy là nó sẽ sang chuồng với nhau, nó ở với nhau, và nó sẽ lên giống, nó giao phối với nhau để nó sinh sản. Thì mình sẽ không phải là bắt con giống nữa. Đó, đó là cái kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là về cái kích thước ô chuồng ấy, thì là như cái chuồng này bà con là có thể là làm chiều cao của cái phần chuồng là khoảng là 50 cm. Đấy, có thể là 48 cm là chuẩn nhất. Bởi vì là cái viên gạch này là viên gạch 50 này. Đấy, khi mà bà con làm cái chiều cao 48 cm thì viên gạch nó sẽ cao hơn cái mặt chuồng là khoảng 2 cm. Thì đúng lúc mình cầm là mình rút lên nó sẽ dễ hơn. Đấy. Còn cái chiều rộng này thì bản thân cái tấm lưới thép này này, người ta hàn sẵn nó có cái tiêu chuẩn của nó rộng là 1 mét này, thì mình cứ giữ nguyên. Đấy. Còn cái chân của nó là mình làm cách cái mặt đất là khoảng 40 cm cho đến 50 cm. Mục đích là làm như vậy là bên dưới này mình sẽ phải giải một cái lớp mùn cưa để mình xử lý cái phần phân thải với thức ăn thừa của con giòn nó thải xuống. Thì đến lúc mà mình xử lý, mình thay mùn cưa ấy, thì mình hót nó sẽ dễ, nó không bị vướng, nó không bị mắc. Đó, đó là cái tiêu chuẩn mà làm chuồng. Thì ví dụ như bà con khi đã làm cái phần chuồng này thì mình không nhất thiết là cứ phải mua cái lưới thép như thế này. Mà giả sử như ở gia đình nhà bà con nào mà có sẵn cái lưới B30 hay B40, hoặc là có sẵn cái lưới thép như này thì tận dụng cái đó để làm chuồng luôn cũng được. Chứ không nhất thiết là phải làm y án y xì là một loại. Đấy. Quan trọng là mình cứ đặt ra cái tiêu chuẩn, đấy, kinh tế đặt lên hàng đầu và làm sao nó phải tiết kiệm nhất. Thì đó là cái sẽ mang lại cái hiệu quả cho mình tốt nhất. Được đầy đủ cái yêu cầu về tập tính của con giò này nữa đúng không ạ? Đúng rồi, về cái làm cái chuồng này thì nó cũng phải đáp ứng được làm sao nó phải phù hợp với cái môi trường sống của con giò này thì nó phát triển sẽ tốt. Dạ. Khi mà đi tham quan trang trại của anh Toan thì em thấy là bên trang trại mình còn có cả những cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung. Thì như thế thì với những cái ô chuồng như thế thì có cần yêu cầu gì không ạ? Vâng, đây cũng xin giới thiệu với chị với bà con là ngay đằng sau tôi đây nó là cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung. Thì cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung thì nó có yêu cầu là nó phải to hơn và rộng hơn cái ô chuồng nuôi theo là đôi một cá thể. Đấy, mục đích là để mình sẽ nhốt được nhiều con ở trong đó. Ví dụ như là mình sẽ nhốt tập trung là về bản thân con này, trong cái kỹ thuật mình ghép giống ấy, thì mình có thể ghép một con đực với 2 con cái hoặc 3 con cái. Thì vậy là như cái ô chuồng kia kích thước có khoảng độ 4 mét vuông, thì mình có thể nhốt khoảng độ 5 con đực với lại khoảng độ 15 con cái. Đấy. Thì vậy là nhốt như vậy thì nó sẽ có một cái đặc tính là nó sẽ tốt hơn là mình nhốt đôi một. Bởi vì là nếu như vậy khi một con cái mà nó lên giống thì có thể nó sẽ được 2 hoặc 3 con đực cùng phối, và cái tỷ lệ thành công nó cao hơn rất là nhiều, và đặc biệt con giò nó đẻ nó cũng sẽ sai con hơn. Nhưng mà em thấy là vì là khi nó sinh sản thì mình vẫn phải tách ra những cái ô đơn đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy thì khi mà nuôi nhốt tập trung thì cũng phải yêu cầu bà con phải có kỹ thuật cao hơn khi mà mình nuôi nhốt những cái ô một như này đúng không ạ? Khi mà mình làm cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung á thì là dành cho những người mà chưa có kỹ thuật, chưa có kinh nghiệm, đặc biệt là bà con mới nuôi, thì nó sẽ rất dễ cho bà con trong cái quá trình mình chăn nuôi. Dễ ở cái chỗ nào? Ví dụ như bà con nuôi nhốt tập trung như thế thì là cứ cái con cái nào nó lên giống thì con đực nó sẽ phối. Và phối mà khi nào mình phát hiện ra là con cái đấy nó có bầu thì mình sẽ nhấc cái con cái đó ra cái ô chuồng riêng để cho nó sinh sản. Đấy, thì vậy là bà con không cần phải quan tâm, cũng không cần phải là theo dõi xem là cái con cái này là ngày nào nó lên giống, lúc nào thì mình cho đực vào được. Đấy, nó dễ cho bà con ở chỗ đấy. Còn nếu như mà nuôi nhốt theo cá thể là mỗi một con một ô chuồng này, một con đực một con cái á, thì vậy là bà con lại phải để ý con cái là ngày nào nó lên giống, nó cái biểu hiện lên giống như thế nào để mình thả con đực vào.
Đó là nếu mà như bên trang trại của tôi mà tôi nuôi nó có kinh nghiệm rồi thì tôi nhìn tôi rất dễ phát hiện. Nhưng nếu bà con mà chưa có kinh nghiệm mà để theo dõi đấy thì nó có một cái bước đầu tiên nó khó như vậy. Đấy. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút cho bà con về cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn con giống không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với bà con về cái cách mình chọn con giống á. Tức là cái cách chọn con giống và cách sàng lọc để lựa chọn cái con giống mình chăn nuôi về sau này. Thì thứ nhất này, đầu tiên là mình phải xem những cái con nào mà nó nhanh nhẹn, đấy, nó khỏe mạnh. Thì những con đấy là con đầu tiên mình chọn cái bước đầu tiên. Nhưng trong cái quá trình mình nuôi nó phát triển nó sẽ lớn dần lên. Thế đến lúc là đến mình chọn cái bước cuối cùng là cái con nào, tức là mình cho nó đẻ đấy, cuối cùng mình cho nó đẻ đấy. Thì con nào mà nó đẻ sai, ít nhất nó phải là lứa đầu tiên nó phải đạt từ 2 con đến 3 con trở lên. Thì bắt đầu mình sẽ cho đẻ tiếp. Còn con nào mà nó đẻ lứa đầu tiên là một con thì gần như là bên trang trại của anh đã loại rồi. Nhưng mà cũng có những con mà nó đẻ lứa đầu tiên 2 con thì vẫn cho nên cho đẻ thêm lứa nữa. Đến lứa thứ 3 mà nó đẻ được từ 3 con trở lên thì con đấy là tiêu chuẩn tốt. Còn nhiều con là ngay lứa đầu tiên đã đẻ 3 con rồi thì con đấy thì là cực tốt. Đấy, thì chính vì vậy là chọn cái con giống thì là cái bước cuối cùng, đó là cái bước quyết định quan trọng nhất là con giống này nó đạt tiêu chuẩn hay không. Đấy, bởi vì nhá, khi mình chọn ấy, có những con mà cái lúc đầu mình chọn lúc nó còn bé, nó nhanh nhẹn, nó khỏe mạnh. Đấy, nhìn nó có thể phổng phao hơn. Nhưng mà đến lúc nó đẻ đôi khi nó lại đẻ kém, chưa chắc đẻ đã tốt bằng những cái con mà nhìn người nó bình thường đâu. Thế chính vì vậy là cái yếu tố quyết định chọn con giống ở đây là gì? Đến lúc nó đẻ là con này nó đẻ được mấy con và nó nuôi con nó thành công được bao nhiêu phần trăm. Đó là yếu tố quyết định để chọn con giống. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho bà con đôi chút về cái giá con giống của trang trại mình không ạ? Như bên trang trại của tôi mà cung cấp con giống cho bà con từ xưa đến nay thì nói chung là cũng có nhiều biểu giá, nhiều lứa tuổi. Bởi nó phụ thuộc vào là bà con chọn các loại lứa tuổi bao nhiêu. Đấy, ví dụ như là có thể là các loại thấp nhất bây giờ cũng là 7 triệu, 8 triệu một đôi. Đấy, ví dụ là loại cao nhất cũng có thể là 20 triệu hoặc là 22 triệu. Nó tùy thuộc vào từng độ tuổi con giống. Đấy. Vậy thì có nghĩa là khi mà bà con đang muốn tìm hiểu về cái lứa tuổi nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho anh Toan để được anh Toan tư vấn và hỗ trợ một cách cụ thể nhất đúng không ạ? Đúng rồi, tức là bà con mà muốn chọn cái con giống á, thứ nhất là có thể là gọi điện. Đấy, thì tôi sẽ tư vấn cho bà con và để tốt nhất là bà con nên đến trực tiếp trang trại thì tôi sẽ hướng dẫn và cũng sẽ chia sẻ luôn cho bà con là cái cách để chọn con giống, nhìn con giống như thế nào. Đấy, và để đánh giá được. Thứ hai nữa là con giống nó như thế này và cái loại này nó đã đẻ mấy lứa và nó đẻ mấy con. Đấy, độ tuổi nó là bao nhiêu thì nó là bao nhiêu tiền. Thì bà con được nhìn trực tiếp vào trong trại này thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy. Bỏ ra một số tiền cũng tương đối là lớn để mình chăn nuôi thì cũng tốt nhất là bà con nên đến tận trang trại thì mình tham quan rồi mình học hỏi kinh nghiệm cũng như là được tư vấn cụ thể như thế thì nó sẽ được yên tâm hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Thưa anh thì năm 2023 là một năm được các nhà chuyên gia đánh giá là một năm của cái nghề ngành chăn nuôi động vật hoang dã này sẽ rất là phát triển bởi vì là kinh tế của thế giới thì đang được phục hồi và rất là phát triển. Chính vì thế nên là nhu cầu mà tìm kiếm những cái món ăn ngon, món ăn đặc sản thì cũng ngày một tăng cao. Vậy thì là một người trong ngành thì anh có cái đánh giá gì cho tương lai đối với cái ngành động vật hoang dã này không ạ? Tôi thì cũng là người chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này. Thì tôi thì nói chung sang cái năm 2023 này tôi cũng có một cái nhận xét là so với mọi năm khác thì năm 2023 này trở về sau nó là một cái thời gian là vô cùng thuận lợi để bà con bắt tay vào chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này. Đấy, không riêng gì như các chuyên gia đánh giá ở trên kênh Làm Giàu mà kể cả là bản thân tôi là thời gian vừa rồi là tôi nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại và những cái lời đề nghị của các nhà hàng trong cả nước. Đấy, nguyên trong Việt Nam mình thôi là rất nhiều nhà hàng là đang đặt vấn đề muốn đề nghị là bên trang trại chúng tôi là cung cấp hàng thương phẩm cho các nhà hàng đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là chúng tôi cũng chưa dám nhận lời nhiều và cũng chưa dám ký hợp đồng nhiều. Bởi vì là cái sản lượng mà chúng tôi đang cung cấp bây giờ đang cung cấp ra thị trường á thì nó cũng chỉ đủ cho những cái nhà hàng mà chúng tôi đã và đang ký hợp đồng từ trước thôi. Còn những nhà hàng mới bây giờ thì chúng tôi chưa có cái đầu ra nhiều như vậy được. Cho nên là bắt đầu từ năm nay này chúng tôi đang đặt ra một cái mục tiêu này sẽ mở rộng cái thị trường chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này cho tất cả các bà con trong cả nước. Đấy, chúng tôi đặt mục tiêu là gì? Khi cung cấp con giống cho bà con là chúng tôi không cần lợi nhuận nhiều ở cái vấn đề con giống mà chúng tôi là cần là cung cấp xong là chúng tôi phải hỗ trợ đồng hành cùng bà con để bà con chăn nuôi nó phải thành công.
để bà con có cái đầu ra tốt nhất, đảm bảo nhất, để chúng tôi sẽ có được nhiều cái hàng chúng ta bao tiêu về. Thì lúc đó là chúng tôi mới có cái hàng cung cấp ra thị trường, tôi mới ký được nhiều hợp đồng với các nhà hàng. Thì vậy là nó sẽ tạo thành một cái cầu nối, nó tạo thành một cái hệ thống chăn nuôi. Đấy, từ cung cấp ra xong lại bao tiêu về, lại cung cấp cho nhà hàng. Thì về là bên trang trại chúng tôi cũng sẽ đảm bảo được là cái nguồn ra, lại nguồn vào, và đảm bảo được cho cả bên nhà hàng nữa. Và bà con chăn nuôi cũng sẽ rất là thuận lợi và yên tâm. Đấy, chính vì vậy là từ bây về sau là theo tôi đánh giá nó là một cái thời điểm vô cùng thuận lợi, và bà con chăn nuôi nó cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận kinh tế rất là lớn. Đấy. Em cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Chúc anh là ngày càng thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này, và có thể hỗ trợ thêm được nhiều bà con trên cả nước để chăn nuôi thành công được như mình ạ. Cũng xin giới thiệu thêm với bà con là trang trại chúng tôi thì cũng đã chăn nuôi năm nay được 14-15 năm. Đấy, thì theo cái mục tiêu mà bên trang trại chúng tôi đang đặt ra như tôi vừa mới chia sẻ, thì nếu bà con nào mà muốn có cái lòng đam mê chăn nuôi, cũng muốn liên kết với trang trại chúng tôi để tạo ra một cái chuỗi chăn nuôi dòng động vật hoang dã quý hiếm như con giò này, thì có thể là gọi điện trực tiếp cho tôi. Đấy, bất kể lúc nào cũng được, ngày cũng được, đêm cũng được, khi nào bà con cần quan tâm cái gì có thể gọi điện cho tôi luôn sẵn sàng là chia sẻ với bà con. Đấy, để bà con có thể là chăn nuôi được. Và nếu bà con nào mà thu xếp thời gian đến trực tiếp trang trại với tôi được, thì đó là cái điều rất là quý để chúng ta có thể là cùng kết nối, cùng bắt tay với nhau để xây dựng một cái hệ thống chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này thì rất là tốt. Vâng, xin cảm ơn ạ.